Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong đêm 25 tháng 2, thủ đô Hà Nội cùng nhiều tỉnh thành thuộc khu vực phía Bắc tiếp tục đón đợt không khí lạnh tăng cường, khiến nhiệt độ giảm mạnh, có nơi rét đậm. Trong khi đó, trái ngược với thời tiết miền Bắc, các tỉnh phía Nam lại đón nắng ấm, phù hợp với các hoạt động thể thao dịp cuối tuần. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 25 đến 28 tháng 2, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hưởng nắng, trời rét. Riêng ngày 28 tháng 2, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 5 tháng 3 có mưa nhỏ rải rác. Trong ngày 1 tháng 3, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 3, nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Sau đây là dự báo chi tiết cho các vùng. Phía Tây Bắc Bộ từ đêm 25 tháng 2 đến mùng 7 tháng 3, đêm có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, riêng khu vực Lào Cai Yên Bái Hòa Bình, ngày mùng 1 tháng 3 và thời kỳ ngày mùng 6 mùng 7 tháng 3 có mưa vừa mưa nhỏ rải rác, trời rét. Từ ngày 28 tháng 2 đêm và sáng trời rét. Phía Đông Bắc Bộ dự báo thời tiết từ đêm 25 đến 28 tháng 2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hưởng nắng trời rét, riêng ngày 28 tháng 2, đêm và sáng trời rét. Từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 5 tháng 3 có mưa nhỏ rải rác. Trong ngày mùng 1 tháng 3, sau có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét. Từ ngày mùng 6 đến mùng 7 tháng 3, nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dự báo thời tiết từ đêm 25 đến 27 tháng 2, phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa rải rác trời rét. Từ ngày 25 tháng 2 đến ngày mùng 5 tháng 3 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày mùng 2 tháng 3 có mưa vừa và mưa nhỏ rải rác, đêm và sáng trời rét. Từ ngày mùng 6 đến ngày mùng 7 tháng 3 có mưa rào và có nơi có dông, phía Bắc trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Khu vực này từ đêm 25 đến 27 tháng 2, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam chiều và tối đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc trời lạnh. Từ ngày 28 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Khu vực Tây Nguyên từ đêm 25 tháng 2 đến mùng 7 tháng 3 chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Khu vực Nam Bộ Nam Bộ từ đêm 25 tháng 2 đến mùng 7 tháng 3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Từ ngày mùng 1 tháng 3, miền đông có nơi nắng nóng.